Thưa nhà thuốc, tôi có thể sử dụng chung các vị thuốc sáo tam phân, an xoan, nấm liêm xanh, xạ đen, bán chi liên, bạch hoa xà để điều trị ung thư gan có được hay không? Các loại trên phối hợp với nhau với liều lượng như thế nào? Tôi xin cảm ơn nhà thuốc. Chào bạn, đối với bệnh ung thư gan thì bạn có thể dùng kết hợp các vị thuốc trên để sắc uống thì sẽ rất là tốt bạn nhé. Đây đều là những vị thuốc rất là tốt cho bệnh ung thư gan và đặc biệt là chúng không kỵ nhau nên bạn có thể dùng chung các vị thuốc trên với nhau được bình thường. Liều lượng dùng kết hợp các vị như sau: mỗi vị 20g, riêng bán chi liên 15g. Bạn kết hợp với khoảng 1 lít nước và đun cạn còn khoảng 600ml nước và chia làm nhiều lần uống trong ngày. Nếu như là còn bất kỳ thắc mắc gì cần tư vấn thêm thì bạn có thể gọi đến số hotline của Thảo Dược Đức Thịnh 0972 409 268 để được nhân viên tư vấn kỹ hơn.